Kính chào quý vị đang theo dõi chương trình Địa phương trên đường phát triển. Chương trình do Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu phối hợp với các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh thực hiện. Và điểm đến của chương trình hôm nay đó là huyện Xuyên Mộc. Thưa quý vị, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu có gần 11.000 hecta cây ăn quả thì hơn một nửa trong số này tập trung tại huyện Xuyên Mộc. Hơn thế, Xuyên Mộc có những loại trái cây mang lại hiệu quả kinh tế cao mà còn trở thành niềm tự hào của Xuyên Mộc nói riêng, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu nói chung. Đặc biệt với mâm ngũ quả truyền thống của Tết Việt, chắc chắn không thể thiếu loại trái cây trồng trên đất Xuyên Mộc. Chúng ta cùng tìm hiểu những cây trái đặc sản ở Xuyên Mộc ngay sau đây. Sản của huyện Xuyên Mộc thì chắc chắn là không thể không nhắc đến thanh long, loài cây đã bén duyên với vùng đất này gần 20 năm. Với điều kiện khí hậu thổ nhưỡng thuận lợi cộng với sự chăm sóc hết lòng, cần mẫn và khoa học hợp lý của người nông dân mà loài cây này đã ngày càng phát triển và cho năng suất chất lượng cao. Đáp lại công sức tâm huyết của người nông dân thì cây thanh long cũng đã trở thành cây chủ lực và xóa đói giảm nghèo tại huyện Xuyên Mộc thưa quý vị. Không phải là thủ phủ của cây thanh long như Bình Thuận, nhưng gần 20 năm qua, cây thanh long đã bén duyên với Bà Rịa Vũng Tàu và huyện Xuyên Mộc là địa phương có diện tích trồng thanh long lớn nhất trên 200 hecta. Trở thành cây chủ lực, thanh long còn được xác định là cây xóa đói giảm nghèo của Xuyên Mộc với hai loại, thanh long ruột trắng, thanh long ruột đỏ. Do có độ pH trong đất cao, nên thanh long Xuyên Mộc có vị ngọt thanh hơn sản phẩm cùng loại ở nhiều địa phương. Trái cây này cũng đã được Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn, Sở Khoa học Công nghệ Bà Rịa Vũng Tàu xây dựng thương hiệu nông sản độc đáo của tỉnh. Bình quân một năm, nông dân Xuyên Mộc sản xuất 3 vụ thanh long, trong đó có một vụ Tết, mùa vụ mang lại thu nhập cao nhất cho nhà nông. Bởi thời tiết nắng ráo, thanh long dễ đầu trái và nhu cầu tiêu thụ thanh long trong dịp Tết cũng cao hơn. Ở đây thì một số bà con người ta làm thì thấy về trái này, rồi màu này. Và cái cây thì cũng cái cách chăm sóc thì thấy cũng đạt, rất là đạt so với các nơi. Xuyên Mộc đã có làng tỷ phú quýt đường, bởi mỗi mùa Tết, bình quân một hectare quýt, người trồng thu về hàng tỷ đồng. Thời gian gần đây, tuy quýt đường qua thời hoàng kim, nhưng cây quýt vẫn là một trong những cây trồng chủ lực tại Xuyên Mộc với diện tích trên 400 hecta. Gia đình ông Nguyễn Kim Trinh ở xã Xuyên Mộc, huyện Xuyên Mộc có hơn 1 hecta trồng quýt, sản lượng mỗi năm trên 30 tấn. Riêng mùa Tết, ông Trịnh cung ứng ra thị trường 15 tấn quýt, trừ mọi chi phí, ông còn thu về trên 100 triệu đồng. Nhiên là đối với nhà vườn thì luôn là kỳ vọng nhất là cái giá cả để nó quyết định tới cái thu nhập của mỗi nông hộ. Nên là chúng tôi cũng hy vọng rằng là năm nay mùa quýt Tết là nó sẽ có giá hơn các năm khác để nhằm bù lại cho những năm trước là quýt giá nó hơi thấp. Quýt đường xuất hiện tại Xuyên Mộc năm 2003. Sau đó mỗi mùa Tết, quýt Xuyên Mộc góp mặt vào thị trường Tết cả trong và ngoài tỉnh trên 1.000 tấn, chiếm đến 90% sản lượng quýt toàn tỉnh. Điều kiện thổ nhưỡng thuận lợi, quýt đường Xuyên Mộc trái to, nhiều nước, vị ngọt thanh nên rất được người tiêu dùng ưa chuộng, nhất là ở khu vực phía Bắc. Đặc biệt hơn, quýt trồng tại Xuyên Mộc cho thu hoạch đúng dịp Tết Nguyên Đán, trong khi quýt ở các tỉnh miền Tây đã qua vụ từ mấy tháng trước Tết. Thế là nó có cái lợi nhuận nó cao hơn cả cái cây khác, thì từ đó là tôi theo đuổi để học tập kỹ thuật, rồi là trồng cái cây này để tìm thêm một cái nền thu nhập cho gia đình. Thưa quý vị,
vị, vốn được thiên nhiên ưu đãi về điều kiện khí hậu thổ nhưỡng nên nhiều loại cây trái của Xuyên Mộc mang những hương vị đặc trưng rất riêng, tạo nên dấu ấn cho vùng đất này. Và một trong số này không thể không nhắc đến đó là dưa lưới và dưa vàng. Nếu có dịp đi qua tuyến đường ven biển Vũng Tàu Bình Châu, đoạn qua xã Phước Thuận của huyện Xuyên Mộc, thì đặc biệt là vào thời điểm cuối năm như thế này thì nhiều người sẽ không khỏi ngỡ ngàng khi chứng kiến những ruộng dưa xanh mướt với diện tích hàng chục hecta. Những ngày cuối năm Mậu Tuất, chị Phạm Thị Lựu ở xã Phước Thuận, huyện Xuyên Mộc tất bật chăm sóc 5 sào dưa vàng để cung ứng vào thị trường Tết. Do ảnh hưởng của thời tiết nên năm nay dưa vàng trái nhỏ hơn, nhưng với nhu cầu của thị trường Tết nên thời điểm này thương lái đã đặt mua toàn bộ số dưa tại ruộng nhà chị Lựu. Theo chị Lựu tính toán, sản lượng vụ dưa Tết năm nay khoảng 5 tấn với giá bán 15.000 đồng một ký, gia đình chị thu lợi trên 75 triệu đồng. Tôi trồng dưa được 10 năm rồi. 10 năm thì dưa ở Hồ Tràm này thì cũng đứng thứ nhì. Thì nó ngọt thì cấy thì ngọt, với là nó giòn thì thương lái thì họ cũng ưa chuộng nhiều. Là chuộng nhất là thằng dưa lưới, rồi đến thằng dưa vàng. Chắc là họ trưng Tết thì may mắn nên là họ chuộng nhiều hơn. Toàn xã Phước Thuận có 70 hecta dưa các loại, riêng mùa Tết nông dân sản xuất khoảng 10 hecta. Loại đất cát ở Phước Thuận rất thích hợp để trồng dưa lưới nên năng suất chất lượng cao. Dưa thường có vị ngọt đậm hơn hẳn dưa các địa phương khác. Bình quân 1 hecta cho sản lượng 35 tấn, với giá bán ngày Tết 15 đến 25 ngàn đồng một ký. Mỗi hecta nông dân có lãi trên 500 triệu đồng. Lý do là mình làm rau thì nó nhiều công hơn, làm dưa thì nó chỉ mất công có dồn mấy ngày thôi, còn thường thường là chỉ nó nhàn hơn, mỗi ngày chỉ tưới 2 lần thôi. Còn rau con lúc phải tưới 3 lần. Thì bây giờ xài cũng là đặc sản của Bình Châu, là theo mấy năm nay bây giờ cái nhu cầu bây giờ là nó đại trà nhiều rồi, nhưng mà giờ Bình Châu vẫn là đặc sản, nhưng mà điều có đặc biệt có một cái là cái xoài Đài Loan của mình là làm phải tùy theo cái thời vụ, nhưng mà nó cũng rất là dễ đậu trái, dẫn lợi nhuận nó cũng cao. Theo thống kê của Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện Xuyên Mộc, toàn huyện có hơn 5.000 hecta cây ăn quả. Mỗi mùa Tết, sản lượng cây ăn quả cung ứng cho thị trường trong và ngoài tỉnh hơn 7.000 tấn. Địa phương đang hướng đến xây dựng vùng nguyên liệu cây ăn quả đạt chất lượng cao, đáp ứng nhu cầu xuất khẩu ra thế giới. Mâm ngũ quả ngày Tết trên bàn thờ gia tiên mỗi gia đình chắc chắn không thể thiếu những loại cây trái như là xoài, dưa, thanh long, quýt. Những loại trái cây có màu sắc đẹp, mang ý nghĩa may mắn trong dịp đầu xuân. Vùng đất Xuyên Mộc tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đều có tất cả những loại đặc sản này. Thu hoạch vào dịp Tết, các loại cây trái như quýt, thanh long, dưa, xoài cho nông dân có thu nhập cao và cũng cho người nông dân vùng đất Xuyên Mộc niềm tự hào mình đã góp phần tô thêm sắc màu cho Tết.